Dạ cái này xài cực kỳ ok quý vị nha, xài cực kỳ trắng luôn và trắng bằng tông cực kỳ luôn. Sản phẩm được mang tên là Ace Skin Ace quý vị nha. Sản phẩm nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 100% quý vị nha. Nếu gì yên tâm dùm cho em, tắm trắng mà không trắng bên em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. À, tắm một lần, dạ tắm một lần quý vị nha, tắm một lần thôi dùm cho em thôi là được rồi. Tắm một lần là cực kỳ trắng quý vị nha, xài một lần thôi là mê liền. Giao điều đặc biệt là cái này có thể tắm da mặt được luôn. Dạ nhiều khi mình tắm mà đánh kem không ăn đồ này nọ gì sức lên dùm cho em, đảm bảo một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Không tin là sử dụng thử dùm cho em như vậy nha. Cảm ơn vậy. Mình tắm từ cổ, mình tắm trở xuống, từ cái mặt mình phà lên như vậy nha, rất là trắng. Cảm ơn vậy. Ngân rất mong là chị em phụ nữ chúng ta ai cũng vậy, mỗi ngày phải đẹp hơn, phải được chồng yêu thương chiều chuộng hơn. Đó nên khi nào mà có những cái bí quyết làm đẹp, những cái bí quyết dưỡng da nào đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người trau dồi làm đẹp cho bản thân mình. Thì Ngân khuyên là những chị em phụ nữ nên dành một chút thời gian, mình không thể đi ra ngoài thẩm mỹ viện vì chưa kể là đường xa, kẹt xe, giá tiền, rồi mình không có nhiều thời gian giống như Thúy Ngân nè. Thúy Ngân khi nào rảnh lắm Thúy Ngân mới được đi, còn không á là mình ở nhà mình phải tự chăm sóc bản thân mình đó. Nên mấy bạn cứ sử dụng thử đi. Thúy Ngân nói là một phần thôi, mình phải trải nghiệm thực tế đã thì mình mới thấy cái hiệu quả của sản phẩm. Nên hy vọng là nếu mọi người cứ sử dụng, nếu mà thích á thì nhắn tin cảm ơn Ngân nha. Còn cái gì á thì liên lạc với bên Skin AEC để có được một làn da trắng sáng hiệu quả bất ngờ. Một bộ là gồm là một combo là kem body nè, kem tắm trắng và sữa tắm trắng hàng ngày luôn nha mấy chị nha. Một bộ là 1.470.000, một chai tắm trắng là 490.000. Khi mà cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được free ship và tặng thêm một bình tẩy tế bào chết, một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn. Là nguyên một bộ đó, em khuyên cái gì nên xài một combo dùm cho em. Thì xài một combo nó sẽ trắng hơn, mạnh màng hơn và đẹp hơn nha chị nha. Còn chàng trai nữa, bây giờ chị em hãy để số điện thoại dùm cho bên em. Thì alo chỗ gì nha.